Today sunset. Hôm nay hoàng hôn, hoàng hôn. Wow. I did 8 kilometer per hour. To serve 3 kilometer, Whoa. about 26 minutes. Wow. Doing By your both has a GB. I just record the video. Oh. In the waterproof bag, in waterproof bag. I'm on Wow. the water. I'm on the water. Wow. Ah, Very beautiful. yeah. Oh, okay. Ah, okay. Just 20 minutes ago, Uh-huh. Hamilton, Chil Chan Oh. Hamilton. Okay. And then 15 years old. when I came, and then I got your message, and then okay, so let's study about today topic. What can we study? Topic about topic. Thinking about what should we do when we retire. Retire. Oh, tough topic. Okay, tough topic. Maybe I would like to be a fisherman. I would like to be a Picture. fisherman. Fisherman. Oh, fisher. Not Fishing. a gear, not gear, only using a fishing ladder. Only using fishing ladder, not using net, not using the fish can. Just when I retired, so how about you? So maybe I want to have a bookstore. In my bookstore had many language book, and I read the book Your hometown? the night, and in the I read the book every day, and I can talk with many foreigners in their language. Okay. Your hometown, Wanghai. Maybe when I retire, I has a bookstore at my hometown. Okay. So and then, you need your own building. Yeah, I look like a small library. Yeah, I know, but you buy a building for your dream because save money is don't spend is the same. Saving money, don't spend money. You Saving don't. money, don't spend money. Yes, the Why? same as sorry, same. And the small money, you don't spend money. So you have a building, you don't have to spend money for the rent Oh. of the bookstore. The only use you use the electricity or cleaning, some water, some so. And the small money is to manage your bookstore. But if you rent a bookstore, that is business, not retired. No. Oh, that is a business, your business. That is it means after retiring, you start business again. So I have friend they usually tell me just to focus on study only one language until I become a master, and I can use the this language to can earn the money. Don't study a lot of language, because if I study a lot of language, so I can use this language to earn the money. I can use this language to business or but for me, so I want to learn the language because a lot of language, because so I think I only living a time, and so if I can speak a lot of language, and I know more culture, more the life, from other countries. So I'm really happy when I speak a little bit their language. Okay. But you think about it, the master any language is
not good goal. You know, that is very difficult. And also the, you know, did you master your Vietnamese languages? So we don't master, just use it. So and then and the level of any language is getting familiar with it. We use it. And then you don't have to study anyway, because if you are familiar with that language, so getting more chance to use that languages, that is the best way. And then even you don't have to visit that country, and you can communicate with the people online in, on the internet, or you can have a make a project. I said you are good at Japanese, so and then you can teach Japanese people how to use Vietnamese language. Then and you can communicate with the Japanese people. Then you study Japanese very good. You are using, not the study, and then using. Communicate with the, you help them. But if you are enough to express what you think or communicate each other together with the Japanese people, and then you can to communicate. You can communicate with them very well. So and then that is my idea. Also, you can make money, little business, because as a your teachers, they teaches. So and then very profitable about that. You have an idea or some. We try and then maybe. Okay, now let's start our study. And then our topic is when we are retired, what will we do? Okay. Me first. I do my own business, some small business. So maybe I think about 10 years, I might be retired. What kind of business do you want to do? Now I'm doing. Not after retired, maybe I am doing you know, the having fishing rod and then be a fisherman And after retired. And then maybe that is a small life, and don't have to leave many marks. And then just I mean then retiring means and then no work. Just No work. retire means and then no work. And then if you after retiring, if you start a new business, then it's not retired. Your career is a process going on, that you have a job. I mean that we are top we our topic is after retiring. Retire means no work. And then at the part of the work, and then retire means and so and then the reason why retire, and then maybe we don't have more energy. We are Definitely. very old. Like your father, your father retired the fisherman. Now what your father doing, that this is a common life, right? And then so and then the spending is a time in our life after you start a bookstore, that is business, not retiring maybe. Because the working, the managing the, if you start in the small bookstore, it might be retired. Okay, we do your own building, not the renting. The if rented, you spend money every day, every month. Then you should make money, but you don't make money, and then you know you should close your bookstore. So it's not good. And then okay, so the. Everyday routine. I like the daily routine. The morning and checking out the weather, the seaside, and then good fishing spot and go there and getting fishing. Some got a fishy and then make some food and then maybe enjoy sunset and then nighttime rest. Every day same, but you know, I'm little good at about water sports. Maybe I can enjoy
kayak or stand paddleboard or the fishing. And again, and that is my routine of the year when I retire. Maybe after 10 years later. Okay, joining in Korean. I What have a do question for you, if you okay. Yes, okay. You make question. Do you have a do you have been seeing current people they are retired, and how about the healthy? Healthy. How about healthy when they are retired? Mostly people over 60 and 65, after retiring, if they live in the city, they live city life. They go to the maybe Countryside. park and then exercise, and then they go to culture center. They have a leisure time. But in the country, maybe the no retiring. You No. know, the farmers no retire. Just walking, and but then they are weak, and then just yeah. So and then each people different. But getting healthy is, I think, after retiring, they are care about their health, because if they got a disease or health is not good, they should go to hospital, or they every time. It's not good for them. Health is very important. Also, you know, the after retiring, if they are weak, not good, Become because weak, yeah. if they want to travel, they cannot go to travel because of they weak. They have some disease, So and then getting health is much more important after retiring. So and then while you're working, and then today I did exercise actually. I have a plan to the sub-racing, but this is exercise. Walking exercises together. So it's very important thing. Okay, then I go to the point, and then I'll talk in Korean. 오늘 주제는 retire, 은퇴. 은퇴한 후에 무엇을 할 것인가에 대해서 얘기하는 겁니다. 아마도 나는 10년 후 정도면 은퇴를 할것 같은데, 10년 후가 되면 나는 아마 은퇴 후에는 낚시를 할것 같아요. 바다에서. 낚싯대, fishing rod, 낚싯대 하나로 고기를 잡는 생활 괜찮을 것 같습니다. 좋은 낚시 포인트를 찾아서 낚시를 하고, 아마도 겨울에는 동남아에 가서 낚시하면 좋을 것 같아요. 베트남도 좋은 낚시 포인트가 많아요. 푸꾸옥도 낚시 포인트 있어요. 어쨌든 그런 생활을 한다라는 것은 아주 아주 그 일정한 생활 루틴을 갖고 사는 거예요. 일정한 생활 루틴. 아침에 일어나서 날씨가 좋으면 낚시를 가고, 물고기를 잡아서 반찬으로 먹고, 식량 음식으로 먹고, 쿠킹 요리도 하고, 그렇게 생활하는 것도 나쁘진 않을 것 같습니다. 그런 생활을 계획은 아니고 할수 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. Okay, now I'll talk Tengbet. Retired in a Tengbet Về hưu. Lodge. Về hưu. Okay. Sao tôi sẽ go về hưu? Tôi sẽ cáo cá. Tôi Câu cá sẽ cáo cá mỗi sáng. Nếu thời tiết là tốt nhất, tôi đi cáo cá. Tôi tìm nói về nhu cầu. Nhu Nó cầu. là nhu cầu. Nên tôi sẽ đi nói. Tôi có thể cáo cá, tôi có thể cố nhu cả. Sau đó tôi có thể nào món ăn về cả ẩm thực cả
Tôi thích cuộc sống, tôi thích cách sống, cuộc sống biển, cuộc sống biển. Tôi có thể việc sống nhỏ, cuộc sống nhỏ, cuộc sống nhỏ. Ok. Tôi muốn sức khỏe mạnh mẽ. Ok. Now your turn. Where do you want to fishing, the beach or the pool? It's up the situation. I can do the walking to the port, to the locks. I can go to the small boat. I can go with a kayak, kajak. I can go with a sub stand up paddle boat. It's up. The situation is the important thing. Okay, your turn to say. So, what will you do after retiring, and then your plan? So, for me, after retiring, I want to enjoy my time because after retiring, I has a full the time and I can enjoy s spending my time to work. What should I do? When I don't have time for before, and I think I take my family to new place or book a suite in a hospice, and I want to open the bookstore at my hometown. And I can enjoy the reading language book and in the night in the day and after that in the night I can gossip with your foreigner friend. Okay. Think that? Do you can understand my story? Yeah, I understand. And English is much easier to understand. So, and then no problem. Think that is matter. Because Tiếng Việt. okay, so think that. Sau khi về hưu thì em muốn muốn tận hưởng cái cuộc sống của em vì và em cũng có chẳng hạn như là có tiền, không phải lo về kiếm tiền nữa, không cần phải đi kiếm tiền nữa. Nên em muốn dành thời gian này để có thể cùng với gia đình để đi đến du lịch những nơi nơi mới, những đất nước mới, những đất nước nước ngoài. Và em cũng có nhiều thời gian để theo đuổi cái đam mê của mình mà trước đây em chưa có thể theo đuổi được vì không có thời gian, vì bận công việc. Nhưng sau khi về hưu thì em có nhiều thời gian để làm những việc đó hơn. Và em muốn mở một tiệm sách ở quê của em để em có thể vừa tận hưởng cái niềm đam mê yêu thích của em, rồi em có thể đọc sách ngoại ngữ vào ban ngày và buổi tối em có thể tán gẫu với người nước ngoài, những người bạn nước ngoài của em bằng ngôn ngữ của họ. That's all. Khó khăn ở đâu rồi không cực kỳ ok Anh đến là thầy thiên hành thiên hành tiếng Hàn thế thế chích thế chứ chờ huê cho nên si cần mani cho nên chê ca chất quá quê cúc co quê cúc e gió hang ha cô si bao dù
Cho nên cho nên cho bookstore hầu hầu sao cho rốn À, sao chôm, sao chôm. sao 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 chôm cho nên Ừ. sao chôm mạnh tơ rồi dụ mạnh mạnh tơ rồi dụ Unyong 하고 chị 싶어요. Unyong 하다. Unyong 하다. u Unyong, unyong. u nhóm Ừ. cô hàng e chị cô hàng e Ừ. sao sao chôm cô hàng Ờ, vậy không? Ờ, 고향에 서점을 cô운영하고 싶어요. nè cho nên nạt kê tục so huê băm mê quê cúc chinh cu qua y gia kỳ hê yô Nè cho nên hàn quốc hàn cốc sơn chinh trong euro chịp chung hàn su ít nên một chinh same tan kê im đi ta nè nè. Ok.됐어요? Ok, 수고했어요. 이제 문장 해봅시다. I want to share my idea but I don't know how to say in Korean because so when I retire I come back my hometown and I enjoy the time I want to have a small garden. Oh, really? Yeah, you can. Do you have a rent at your home? Yes, I have a land by myself because Oh, good, when very I good. work in Japan, Ah, I you buy? also saving a money and I send my money to my family and my family buy a Land? small land for me. Ah, your name? For your name? For me, they bought a land Mm. Very good. for me. Yeah. Ah, okay. I help you your name and then you can make a you have a land and then you can start and then yeah make a garden, make house and then very good. That's good. But my land in my hometown very cheap, not expensive. Oh, really? Yeah, very cheap. Yeah. So and then you can invest estate now is better. When you make money, and then if you want to leave your hometown, just buy land because So you know after buying land, when you go back to home, the land where you need you live, the land where you don't need anymore and then you sell, but selling price is maybe three times. Then that is investment. So and then you are checking out. You communicate with your reliable people who know about good information about the land, and then you invest the money for the land, then and good investment in the future. Okay, and so we are make sentence. 나는 바다 위에서 저녁 노을을 보았다. 나는 바다 위에서 저녁 노을을 보았다. 바다 위에서. Ba ta là biển biển Biển, biển. hù ê là buổi chiều quận gì Chonyeong noul là hoàng hôn, hoàng hoàng hôn. hôn hoàng hôn của biển thì What tôi đã đến what để xem again? Noi noi lại. ba ta hù We hù so. hê We hù hê we 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 hù hê là on the sea, on the sea.
We On the sea, on the sea. We, 아래, we, 옆, we we에서. ah we sao 응. bata we sao보았다. 보았어요 보았어요 보았어요. 저녁 노을을 보았다. 땡볕. 보았어요 땡볕. tôi đã đây tôi đã xem hoàng hôn ở biển. Ok. Ô viên or chen chen viên? Ở biển, ở biển. Ô viên, ok. Now your turn to say in cao. Cao tiếng Việt. Trong phòng của tôi có một con mèo. Với tôi là chủ nhật xích xác. Chủ Của tôi là chê chê à, đá đá sẽ trong phòng của tôi thì có một con mèo nói lại hai bốn thôi chân chân này kìa trong phòng của tôi thì có một con mèo có một in con my room has a mèo mèo à con cat mèo con mèo mèo hai một một thầy nói lại Trong phòng của tôi thì có một con mèo. của tôi cũng có một con mèo Mèo. Koyangi ga My room isseoyo. À, has phong, phong, a phong. Tôi thông, phong. Để bạn nghe nên Koyangi ga isseoyo. cat. Nè, chê bàn e, cô giang, cô, Koyangi ga isseoyo. cô giang y isayo À, em cô mẹ con mèo ừ just ông for example for à you something okay. translate to Vietnamese Ok. 오늘 하늘에 구름이 아주 큰 구름이 있었어요. 오늘 하늘에 아주 큰 구름이 있었어요. 오늘 하늘에 하늘에 아주 큰 구름이 있었어요. 오늘. 오는 hôm nay 구름. 보름 헐티엣. 내 뒤에 있는 거 구름. 내 뒤에. 뭐배 백 뒤에. 뒤에 뭐 있어요? On ô viên trên viên room mùa trăng mặt trắng màu trắng màu trắng màu màu trắng trắng à ba ta haneul에 있어 하늘에 ô ô à đây cho mây cho mặt sky on in the sky cái sky room room kurum kurum Cụm là gì? Tiếng Việt? kurum là bầu trời Mê, anh em mê. bầu trời Mê. Cloud Cloud. là mây Mai, mai. ừ. 오늘 하늘에 큰 Cùng구름이 있었어요. hôm nay thì có con mây trên bầu trời Rồi rồi, con mai hôm nay thì mai có mây trên lộn bầu trời mai lộn khưn khưn khứ ta nhô chạc ta chắc là mai lộn lộn khứ ta khứ ta có mai lớn có mai lớn con hôm mai nay là có mai lớn trên bầu trời lộn chạy chạy có mai lớn chạy đang chạy bay chạy bay chạy là haneul chạy là rừng Haneul, sky, thanh sky. nè Ok. Ok, your turn. Dạo này tôi không
Dạo này tôi không ăn cơm tối. À, dạo này, à, 이거 후에 tôi cũng ăn cơm tối, 저녁을 먹을 거예요? 네, 맞아요. Ok, 나도 먹을 거예요. Tôi sẽ ăn. Tôi now ăn ramen. Ramen ba mực muno octopus. Octopus in nhà tiếng Việt là gì? Octopus là bạch Bạch tuộc. À, tôi sẽ now ăn ramen ba bôi tuộc. Bạch bạch tuộc. Ba tuộc. You fishing or you buy at the không supermarket? à, ăn Anh ơi, trai. Ồ. my brother gave octopus to me, tiếng Việt. Your older father they give for you they buy at My the supermarket they give for you. older brother gave me octopus. Oh, Tiếng Việt, tiếng Việt, tiếng Việt. anh trai tôi cho bạch tuộc tôi. Anh trai cho Anh trai tôi cho tôi bạch tuộc. anh trai à, anh trai is my brother. Anh trai giúp tôi bắt tôi Cho tôi bạch tuộc. cho means gave. Anh Gift trai không? đã cho and when I say to you, me is an, okay? Anh trai là my brother. My Anh brother, trai tôi, my my brother. Anh trai tôi cho ta cho brother. Cho anh tôi. Cho tôi. Anh ta trai cho tôi. anh cho tôi Anh trai tôi anh cho tôi. anh trai tôi cho Tôi. đã na là bạn Tôi. tôi ok, tôi bắt tôi bắt tôi Bà tuột. con bắt tôi Bạch tuộc. bắt tôi con bắt tôi của Con một bạch tuộc để xem. à Con xem bạch tuộc. ok You has a good older brother. ok à, tôi đã chip hô hô I help them as well. Okay, so hôm nay the song and then 여기서 마칩시다. 여기서 끝 마칩시다. Let's finish it. Think that how to say. Let's finish it. How to say. Let me see. Let's start 반대. Let's start cùng bắt đầu. Cùng bắt đầu. Let's finish it. Let's end. Cùng kết thúc. Cùng kết thúc. À kết thúc. À, ok, cùng kết thúc. Này, cảm ơn Ăn thầy. tôi. Ok, Ok. tạm biệt. Super. Mai học được không thầy? Mai chúng ta có thể học được không? Tomorrow, keep going to Okay, keep doing study. study. Yeah, studying good. Yes. Okay. I don't work all the time, so I have the time to learning. Okay, very good. Very good. Good for you. Yeah. Okay, tạm biệt. Tạm biệt thầy. Okay.